Thưa quý vị, mở đầu chương trình là thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tối qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm trong vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Phương Hằng là nguy hiểm, xâm phạm danh dự uy tín của các cá nhân tổ chức, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân lãnh 2 năm 6 tháng tù, ba bị cáo là thuộc cấp của bà Hằng lãnh 18 tháng tù. Hội đồng xét xử nhận định lời khai nhận của các bị cáo đều phù hợp với đường tố cáo, biên bản giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và có đủ cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức các buổi livestream bịa đặt, nói xấu, xúc phạm đối với các ca sĩ Vi Anh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, bà Hằng Ni, ông Đức Hiển bị cáo Đặng Anh Quân đã có vai trò cổ vũ giúp sức cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Từ những phân tích, Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo mức án như trên. Đồng thời, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bà Hằng Ni, bà Đinh Thị Lan 18 triệu đồng. Do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vi Oanh, vợ chồng Thủy Tiên đã thay đổi yêu cầu, không buộc bà Hằng phải bồi thường, tòa không xem xét.